Hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm một video nói về một cái vấn đề mà chắc là nhiều bạn cũng đang thắc mắc. Đó là vấn đề là cái gói hoàn nạp và giá trị của những cái gói VIP sau cái mức VIP 10 ở trong game này là như thế nào. Rồi trước tiên thì mình gửi lời cảm ơn tới bạn Liêm Nguyễn và bạn Quân TD, là hai bạn top của S5 và top của S2 đã giúp mình thực hiện cái video này. Đó. Rồi, thì để trước khi bắt đầu á thì mình sẽ nói sơ qua về các mức hoàn lợi từ VIP 1 cho tới VIP 10 trước đi ha. Thì từ VIP 1 cho VIP tới VIP 10 á thì mỗi cái cấp VIP như là VIP 10 mới nè thì chúng ta là có cái danh hiệu nè, lượt ký bù tháng nè, rồi quà, những cái gói quà siêu giá trị như là kim cương, danh hiệu, thuốc bét. Đó, một lượt tìm về ký ức. VIP 2 á thì chúng ta sẽ có là danh hiệu nhận thầu ao cá nè, ký bù tháng 2 nè, chuyên viên hội sinh viên và tìm về ký ức cộng 1. VIP 3 là bắt đầu chúng ta sẽ có danh hiệu là tích lũy phao bơi. Đó. Lượt ký bù 3 nè, quà siêu giá trị hội trưởng tài chính nè, thêm lượt tìm về ký ức nè. Đó, quà siêu giá trị thì nó có kim cương và danh hiệu và thuốc. Rồi, VIP 4 á là chúng ta sẽ có là bậc thầy, thì cái danh hiệu là người yêu thẻ ngân hàng, rồi cũng lượt ký bù, rồi quà siêu giá trị là kim cương, rồi cũng danh hiệu luôn. VIP 5 là danh hiệu là kinh doanh thiên tài nè. Đó, thì hacker rất toàn cam ngay, rồi quà siêu giá trị khởi nghiệp nè, rồi lượt tìm về ký ức nè. Đó, cũng là kim cương và danh hiệu và bình xịt. Rồi, sau VIP 5 là VIP 6. VIP 6 thì cái này mình sẽ có một cái mô tô là cái ván trượt cầu vòng mơ mộng nè, danh hiệu khách quen vườn đấu giá, và mỗi ngày thêm được mua được 5 lượt diệt rồng nha các bạn. Rồi quà siêu giá trị thiên tài đầu tư nè, thêm được tìm về ký ức nè. Đó, danh hiệu và có một cái chip bet và có một cái bản vẽ để làm cái xe cầu vòng. Rồi, bắt đầu sau cái VIP 6 là VIP 7 thì là đầu cơ. Đầu cơ thì chúng ta sẽ có cái avatar chủng lai rất là đẹp, rồi danh hiệu là thuật sư cuối cùng. Rồi bắt đầu từ cái này mình sẽ có hàng ngày nhận chữ thập bạc nhân 5. Đó, cái chữ thập bạc này nó sẽ đổi quà gì thì mình sẽ cho luôn các bạn xem. Đây là cái chữ thập bạc. Đó, khi các bạn dùng nè thì nó sẽ chạy tới một cái NPC ở trong game, thì cái NPC này nó sẽ cho mình đổi cái chữ thập bạc đó lấy những cái phần quà ha các bạn ha. Thì từ VIP 1 tới VIP 10, để mà xíu nữa mình sẽ tổng cái giá trị từ VIP 1 tới VIP 10, rồi mình sẽ tính cái giá trị VIP của từng gói sau VIP 10 nha, để mình review cái chữ thập bạc trước cho các bạn. Đây, thì chữ thập bạc mình sẽ có một cái có thể đổi được một cái là Minh Z Lu cầm ô. Đó là HP 8000, công vật lý 100, công phép 100, là 1500 cái huy hiệu chữ thập bạc. Ngoài ra mình sẽ có đổi được con bét Elisa. Thì con bét Elisa này chỉ được đổi trong đây thôi, không có kiếm được ở ngoài. Nhưng bị cái là cái con bét này là có con bét mà nó chỉ có một cấp thôi các bạn, nó maximum lên là thôi chứ nó không có thể tiến hóa được. Đó, nên mình cũng không muốn bỏ tiền vô luôn con bét đó đâu. Rồi, các bạn có thể tới cái NPC là tổng tài thần bí nè, các bạn có thể xem được cái những cái phần quà mà có thể đổi từ cái chữ thập bạc ở đây ha, thì mình sẽ không nói nhiều để đỡ mất thời gian. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói tới cái gói hoàn lợi là mấy là ta, 2 4 6 7. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới gói 8. Rồi, gói 8 thì mình sẽ có một cái mô hình là Minh Z Lu đặc quyền cầm súng nè, danh hiệu em club, rồi ngày chữ thập bạc nó sẽ nhân lên 10, một ngày mình sẽ nhận được 10 chữ thập bạc. Đó, rồi quà ở đây, rồi lì xì vinh quang toàn server. Đó, thì 7 rồi mình sẽ tới 8 đó, nó sẽ cho mình khung avatar rất là đẹp, khung lấp lánh ở đây là avatar xa xôi, mua bất chấp giá. Đó, chữ thập bạc nó sẽ nhân lên 20 một ngày. Rồi, quà nè ở đây ha, là những cái danh hiệu nè, cái khung nè, cái đá tiến hóa của xe và 150 chữ thập bạc. Chủ tịch là cấp 9. Cấp 9 á, thì chúng ta sẽ có là một cái bộ đồ trang phục người đi đêm, danh hiệu thuộc tính tím nè, black cat nè,
Rồi mỗi ngày có thể ưu đãi mua thêm lượt cộng 1 nè, mua toàn bộ quà ngày thưởng thêm nè, rồi thưởng thêm đồng hành, cái quyết lực mua này mua trong shop á nha các bạn. Rồi treo thưởng đồng hành toàn cam ngay nè, rồi ngày nhận chữ thập bạc 3x30 nè. Đó, nó nhân lên. Rồi nó sẽ có được cái bộ đồ nha, quá giá trị nhất là có một cái bộ đồ người đi đêm. Rồi đỉnh cao là VIP 10. Thì VIP 10 ở đây á là mình sẽ được là cái kiểu tóc người đi đêm. Khi mà có kiểu tóc người đi đêm này, nó sẽ kích hoạt bộ với lại cái bộ đồ người đi đêm, nó sẽ tặng thêm độ đẹp là 900 nha các bạn. Ngoài ra nó có một cái skill là chế tạo laser cho con bé ánh sáng. Đó. Rồi lúc này thì danh hiệu quản lý hóa đơn nè, lực ký bù tháng cộng 6 nè, chữ thập bạc mỗi ngày 50 là maximum rồi đó các bạn, là chữ thập bạc maximum rồi. Đó. Rồi sau cái 10, khi các bạn đạt tới 10 rồi, các bạn mới tiếp tục các bạn thấy được cái gói VIP tiếp theo. Mình chỉ được thấy một cấp tiếp theo thôi nha, không được thấy những cấp tiếp theo. Nhiều cấp tiếp theo, chỉ được thấy một cấp thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái gói VIP 11 ha. Cái gói VIP 11 nó cần là 80.000 phiếu điểm. Thì 80.000 phiếu điểm á, nó tương đương với là 23.4 triệu. Thì 23 triệu tư á, chúng ta sẽ có một mô hình Nono Yifeng nè, một danh hiệu tím, một cái kích hoạt mở ngay khối thời trang, ngày nhận chữ thập bạc năm vẫn là 50 là maximum, ngày nhận huân chương vàng là 5. Đó, thì cái huân chương vàng này cũng trong cái shop hồi nãy luôn, các bạn có thể vào các bạn sẽ xem. Nhưng mà trong cái huân chương vàng đó mình sẽ đổi được con ngựa nha các bạn, có phiếu làm đổi con ngựa. Nhưng mà tới 50.000 nó tới 5.000 huân chương vàng lận. Nếu mà giữ cái VIP 11 này thì chúng ta mất tầm khoảng 990 ngày để chúng ta được con ngựa đó hai các bạn ha. Đó là cái gói VIP 11 là hội nhà giàu đó. Rồi cái gói VIP tiếp theo là gói VIP 12. Gói VIP 12 ở đây á là gói VIP cổ đông lớn. Thì gói VIP này nó cần là 120.000 phiếu điểm. Thì 120.000 phiếu điểm ở đây á là nó sẽ tương đương với tầm khoảng 35 triệu đồng. Đó các bạn nạp 35 triệu thì các bạn sẽ được cái gói VIP 12. Thì khi cái gói VIP 12 này nó kích hoạt á thì các bạn sẽ được là một cái danh hiệu cam, rồi có thể phát lì xì hội, rồi mỗi ngày các bạn sẽ nhận được chữ thập bạc vẫn là 50 là maximum rồi, nhưng mà nó sẽ nhân cái nhận huân chương vàng lên là 10, mỗi ngày nhận được 10 huân chương vàng và chúng ta có thêm 100 cái huân chương vàng nữa. Đó, ngoài ra thì được thêm một cái skill bed và 5 cái bình để ghép đá từ level 10, 11, 12 trở lên. Đó là cái gói VIP 12. Rồi thì sau gói VIP 12 thì chúng ta sẽ tới gói VIP 13. Gói VIP 13 á, nó sẽ cần là 200.000 phiếu điểm. Thì 200.000 phiếu điểm ở đây á, nó sẽ tương đương là tầm khoảng 3 gói VIP 13 là tầm khoảng 58.3 triệu. 58.3 triệu nha các bạn. Thì gói VIP 13 này á, là chúng ta sẽ có là cái danh hiệu là cam đại kim chủ gì đó. Rồi tính năng tiến hóa mô tô lên 10 lần, là một lần tiến hóa được 10 cấp, không phải lít nhiều. Rồi ngày vẫn nhận chữ thập bạc 50, nhưng mà chữ thập vàng mỗi ngày được nhận được tới là 20 chữ thập vàng. Nó sẽ nhân cái số lượng chữ thập vàng mỗi ngày nhận lên. Đó, thì đó là cái gói VIP 13. Rồi cái gói VIP 14. Gói VIP 14 thì chúng ta là cần khoảng là 300.000 phiếu điểm. Thì 300.000 phiếu điểm gói VIP 14 tương đương là 87.5 triệu. Các bạn nạp 87.5 triệu thì các bạn sẽ được cái gói VIP 14 này. Thì các bạn sẽ nhận được là một cái danh hiệu cam, rồi một cái viên đá. Đó, thì như đá 10 đó. Rồi 300 cái huân chương vàng, lượt ký bù tháng cộng 7. Và huân chương vàng mỗi ngày nó sẽ nhân lên là 30. 30 cái huân chương vàng mỗi ngày ha các bạn ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là cái gói VIP 15. Gói VIP 15 nó sẽ là chùm kinh tế. Nó sẽ cần là 500.000 phiếu điểm. Thì gói VIP 15 này á, 500.000 phiếu điểm á, là nó sẽ tương đương tầm khoảng là 145.8 triệu, là 146 triệu á, tầm đó. Thì cái gói VIP 15 này là các bạn sẽ được cái danh hiệu đại gia học viện. Cái danh hiệu rất là đẹp, ở trên đầu nó có hình ảnh luôn. Đó là gói VIP 15. Thì các bạn mỗi ngày cái gói VIP 15 này các bạn sẽ được là cái danh hiệu là lực ký bù tháng nè, hàng ngày nhận chữ thập bạc 50, rồi hàng ngày nhận huân chương vàng 50 là maximum.
Đó, rồi gửi lì xì vinh quang tàn server. Đây các bạn ha, là nhận thêm 500 cái huân chương vàng nữa. Đó, thì để đạt được cái VIP 15 này có cái danh hiệu rất là đẹp. Rồi, thì sau gói VIP 15 chúng ta sẽ đến tiếp theo là gói VIP 16. Gói VIP 16 là danh hiệu là gói VIP chủ phố Wall. Chủ phố Wall ở đây đó, nó sẽ cần là 800.000 phiếu điểm. Thì 800.000 phiếu điểm nó sẽ tương đương với 233.2 triệu. Đó, 233.2 triệu. Thì nó sẽ có cái danh hiệu là khủng hoảng tài chính. Cũng rất là đẹp, có hình dạng ở trên đầu luôn. Ngày chữ thập bạc 50 mà, ngày huân chương vàng lên tới 55 nha các bạn. Đó, rồi nhận cái bộ quà siêu giá trị ở dưới đây. Đó, các bạn thấy rất là nhiều ha, là khủng hoảng tài chính. Đó, rồi, tiếp theo là cái gói VIP 17. Gói VIP 17 ở đây là mình sẽ cần 1.200.000 phiếu điểm. 1.200.000 phiếu điểm này nó sẽ tương đương là 350 triệu Việt Nam đồng. Đó, thì nó sẽ có danh hiệu là người đứng sau. Rồi, chữ thập bạc 50, chữ thập vàng một ngày lên tới 60 luôn. Đó, và một bộ quà siêu giá trị ở dưới đây là có cái danh hiệu người đứng sau này. Và gửi vinh quang toàn server. Đó là cái gói VIP 17. Tiếp theo, cuối cùng mình có thể review là gói VIP 18. Đây, gói VIP 18. Thì gói VIP 18 đó, nó sẽ là gói VIP hoàng thất. Và sẽ có một cái danh hiệu cam rất là đẹp là quý tộc trời sinh. Đó, thì trong cái gói VIP 18 này á, là mình sẽ nhận được cái chữ thập bạc là 50 và chữ thập vàng là 65 mỗi ngày. Đó, nhận cái bộ quà ở dưới này và mình sẽ có gửi link vinh quang toàn server. Thì gói VIP 18 này nó cần 1.600.000 phiếu điểm. Thì nó sẽ tương đương với là 466 triệu rưỡi nha các bạn, 466 triệu rưỡi. Đó, hiện tại là mình review được tới cái gói VIP 18. Thì mình rất cảm ơn hai bạn Top Server 2 và Top Server 5 đã hỗ trợ mình. Thì sau cái gói VIP 18 này mình dự đoán là cái gói VIP 19 nó sẽ tầm khoảng 2 triệu phiếu điểm. Thì 2 triệu phiếu điểm nó sẽ tương đương tầm khoảng 583 triệu Việt Nam đồng. Và nó sẽ có thể là những cái phần quà gì đó nó đặc biệt hơn mà mình cũng chưa biết được là gói VIP 19. Và cuối cùng sẽ là gói VIP 20. Gói VIP 20 mình sẽ nhắm nó tầm khoảng 2 triệu rưỡi hoặc là 3 triệu phiếu điểm nha các bạn. Đó, lúc đó là các bạn sẽ nhân con số lên thôi. Rồi, thì video review về các gói nạp sau cái gói nạp VIP 10 của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay, muốn mình làm thêm những cái video khác nữa hoặc theo chủ đề nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Thì các bạn có thể cho mình xin một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.